chào tất cả các bạn. Sau đây mình giới thiệu vừa là nhà mình có một số dòng SH nhé. Vậy bạn qua đây bây giờ hiện tại là bên mình có các dòng đời 2017 này, 2013, 14, 15, 16 các dòng các màu nhé. Đen và màu trắng. Đây là các bạn lưu ý đấy. Đây là một số khu vực là các xe bản SH Việt 125, 150 là SH nhập khẩu. Xa xa kia của mình là SHI, chiếc xe SHI 125 của nhập khẩu rất là máy móc rất là nguyên bản, rất là ngon. Đấy các bạn nhìn. Đây là sau đây là một số xe màu đen. Rồi là đá sporty những chiếc SH mà Việt form nhập. Đấy, à, qua đây. Đây này là khu vực chụp ảnh của bên mình nhá. Đấy các bạn này, nhìn thấy thực tế này. Đây là khu vực địa chỉ đá hai cái lỗ này là biểu tượng cho mình là khu vực chụp ảnh. Đây là một chiếc xe SH đang của 25 của Việt Nam mình đang ấy. Đây là đây các bạn. Đây trong này là những khu vực SH dòng đời những chiếc đời của Việt Nam. Đấy màu ghi này, màu xanh xanh này, màu xanh đen này, xanh màu trắng này. Đấy, trời ơi. Xa xa kia là những khách hàng đang xem. Đấy là này những dòng SH của Việt Nam nhá, 27 nhá. 125 và 150 kia thì cả. Quay đây. Đây sau lưng mình là những dòng dòng xe Piaggio nhé, dòng Piaggio đấy bản lưới ép này, lưới ép màu cam này, bản Panima rồi là Clean các đời nhé. Đây lưới này, đây sau lưng này những khách hàng đang xem cho mình chuyện dưới dưới của luôn. Đây là lưới 3V nhé, các bạn này có biết không, lưới 3V là lưới gì nhé, lưới Việt Nam chứ không. Các loại xe nhỏ tí là thôi. Vâng ạ. Đây sang bên này. Đây các bạn đây xem khu vực này là dòng xe Liberty. Đấy các đời. Đấy Liberty này. Đây. Dòng khu vực này là dòng S1. S1 các đời và đời 2014, 2015. 26, 27. Đấy cả có cả đời 28 các bạn ạ. Đấy S1 rất là nhiều các bạn ạ. Đây là màu ghi này, màu ghi màu xanh tím và màu trắng này. Màu xanh ngọc này. Đây khu vực trong này là khu vực của dòng xe lít, xe lít 125 này, đi vào trong màu me này, màu đen này, màu đỏ đấy, màu xanh tím, đời màu xanh tím đôi trong kia. Còn lần này là một số dòng xe lít trong 10 nha các bạn nhé. Đây lát nữa cho mình mời các bạn sang chỗ nhà 62 để mình giới thiệu một xe về dòng xe Agnes của SK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với xe máy Hoàng Kiên nhé. Đây là mình đang đứng ở khu vực nhà 62. Đây là khu vực bằng rất nhiều các dòng xe Exciter các đời các bạn nhé. Có những cái đời 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Đây là có chiếc xe đời 2018 bản màu xanh các bạn ạ. Đây thì quay đây những cái dòng xe màu xanh các bạn này là bản giới hạn. Nên rất nhiều anh em dân chơi rất là thích. Và đây là rất nhiều, hiện tại là mình có tầm khoảng 6-70 chiếc Exciter nhé. Và đây dòng Vision này, và trong kia cũng rất nhiều Vision này. Winner các bạn này nhá, dòng Winner. Mình nói lại cái dòng Winner này, một trong những dòng anh em dân chơi rất là thích. Và tất cả những xe mình đã chọn lựa, đấy các đời nhá, 2016, 2017, 2018 mình hiện tại đã có. Hoặc là một chiếc xe ra lớp này các bạn ạ. Những dòng ra lớp này, dòng cho những gái những bạn nữ mà dáng hơi non một chút đi đường phố. Đấy chiếc xe này màu với cái màu rất là cá tính, rất là đẹp. Đời 2018 các bạn ạ. Đấy nên thì các bạn nào có nhu cầu hãy đến địa chỉ số nhà 52 phố Chùa Hà, Cầu Giấy. Đấy bên mình có bạt ngàn các dòng xe để cho các bạn lựa chọn nhé. Đây Vision một đôi này, đây một đôi nữa này. Màu xanh sần này, màu đen sần rất là quý này. Màu trắng này, màu xanh tím các bạn này. Đấy, đây các bạn lùi tiếp tục này. Màu xanh tím này, đấy tiếp tục. Đây xem vẫn là những chiếc xe bản Exciter bản Cabo
Các bạn biết là cái bản camo bộ của quân đội Mỹ, tức là cái màu áo của quân đội Mỹ nó rất là ngầu, rất là đẹp. Đây bên cạnh này, đây là những chứng chiếc xe của camo của quân đội Việt Nam, dáng camo màu xanh. Đấy rất là đẹp. Đấy là việc là rất là nhiều cái vision hiện tại là mình có khoảng tầm 2 năm trước. Bên này là những bản camo, những xe mà bản GP, rồi bản Movistar. Đấy rất là nhiều. Đấy, các bạn thấy rất là bằng ngàn không? Bên này cũng những chiếc xe bản xe màu bản GP này đây, quay đây. Đây là những xe mà bản Movistar hoặc có những xe đẹp đẹp xuất sắc mới đi bản 2014 mới đi được có tầm 3-4.000 cây thôi. Đấy chiếc xe này mình rất là quý bởi vì nó chủ xe rất là giữ gìn mà mình trực tiếp mình là người lựa chọn. Đây mà các bạn đi sâu lên một chút. Đây những chiếc xe mà rất là giữ gìn bản 2013-14 nhá. Đấy, bản 24 lại tiếp tục quay vào trong này bởi vì các bạn thấy nhiều không? Đây những bản màu trắng này, bản màu trắng đỏ đen này rất đẹp này. Màu đen vàng này, 150 màu đen vàng nhé. Đây màu trắng đen bản 27 này. Các cái dáng này nhìn các bạn, thực tế các bạn đến đây là nhìn nó rất là đẹp. Đấy. Đây là màu đỏ đen này. Đấy những xe future, có những chiếc xe future đời đầu các bạn. Đời đầu với mặt chất của máy móc rất là nguyên đấy các bạn, cái màu xanh màu này màu xanh ngọc rất là đẹp, máy móc nguyên bản. Cái xe ấy tiền còn ra những xe chiếc xe đây là Sirius này, xe Uy này, các dòng xe Uy cánh mỏng. Rồi là những chiếc xe bên này là những chiếc xe Uy Black, những xe đời 2013-14 đời 2016-17 đấy, đời 2013-14 là những xe Uy bình thường. Mình cũng bên mình có rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn để bên sang bên kia mình sẽ giới thiệu các bạn dòng xe mới. Đây xin chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Mình đang đứng ở địa chỉ số nhà 629 Đỗ Hà. Ở đây đây là khu vực để xe Ivelet. Đấy sau lưng trước mặt mình đây là khu vực chợ xe máy của Hà. Một trong những trung tâm xe máy lớn nhất của cả nước. Đây mình đã giới thiệu đây các bạn, đây một số xe dòng Ivelet mà rất nhiều các anh em, rất nhiều các bạn rất là quý này. Đây là những dòng Ivelet 2018 này, 2017, 2016 mới nhá. Đây là chiếc Ivelet các đời này, đặc biệt là có bản đen dần này, một trong những dòng rất là nhiều bạn đang là rất là ưa thích tất cả những dòng Ivelet đây. Đây các bạn này, màu đen dần, màu đỏ đen nhé. Sau xa xưa những màu đen dần này, màu xe màu xanh ghi nhé các bạn nhé. NVX này, NVX màu đen này, một đôi NVX màu đen, xa ra kia là một chiếc màu trắng, màu chiếc màu xanh cabo. Đấy mình cam kết với tất cả các bạn là tất cả những xe này là mình rất kinh nghiệm mua xe. Xe này mình với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề ra, mình cũng là thợ sửa chữa xe máy, kinh doanh xe máy rất hiểu, như một bác sĩ khám tất cả những xe này cho những xe nào không bị bệnh mà không có lỗi nên mình là người trực tiếp mua. Đấy giới thiệu vào cái này nhé. Đây là những chiếc xe Ivelet mà mới đi được 3.000 km, và chiếc xe này đi được đời 2014 với những là 3.000 km các bạn ạ. Những xe này là những xe hàng tương đối quý hiếm và hiện tại bây giờ anh em nào có thích thì lấy thì đến kiểm tra nhé. Đây là dòng Ivelet này, 2017 là 2016 này. Cái màu đen này, màu đỏ này. Đây bản cái bản này, bản đen led, đặc biệt là bản đầu to này chỉ tầm khoảng trên dưới 20 triệu thôi các bạn có thể mua rồi. Đây còn xa xa thấy rất khác dòng nha, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 đều có hết nhá. Đây tiến độ đây các bạn. Đây là khu vực các cái dòng xe đời đầu to, đấy đầu to rồi đầu nhỏ. Đấy, xa xa sâu sâu kia là khu vực bảo hành nhá. Tất cả các bạn nào mà bên mình có cái chế độ bảo hành máy 1 năm, bảo hành đăng ký 6 tháng. Nếu tất cả các bạn nào có nhu cầu mà có mua xe bên mình nhé, có bất cứ sự cố thì bên mình có trung tâm bảo hành ở trong sâu công viên. Thế hiện tại là một mặt anh em công nhân làm việc rất là chuyên nghiệp. Đấy, bên cạnh này là khu vực rửa xe. Thì mời đây là mình mới ở dưới tầng 1 của tòa nhà 62 Chùa Hà nhé, để ai có lết. Rồi là dòng NVX, rồi là các dòng GT, rồi là xa xa cái dòng xe có là Liberty ABS, các dòng khác nhé, VS, SH đầy đồ nhé. Thì mời các bạn thông lên tầng 2 trên này. Cảm ơn các bạn đến với xe máy Hoàng Kiên. Hiện tại mình đang đứng ở địa chỉ số nhà 62 Chùa Hà, hiện tại là bên mình đang đứng bên cạnh những chiếc xe mô tô
bản chiếc xe bản FZ này, các bạn xe CBR này 150 này FZ 1971 thì chiếc xe này là còn nguyên bản các bạn ạ. Mình là người lựa chọn đi, không có lỗi gì mình nhập nhá. Đây là những chiếc xe Oya màu trắng này, màu cam này, tại vì bản những xe Oya màu cam này rất nhiều dân chơi anh em rất là lựa chọn, rất là quý. Đấy các bạn. Đây bản nhá. Ở nó lạ. Bên này là những dòng dùng nó 22. Cái này là những dòng xe 44. Đấy rồi là chiếc dòng Oya bản 2018. Thưa các bạn, là đằng sau đây hiện tại cũng đang có khách đây, hiện tại cũng có xe nhưng mình cố gắng giới thiệu các bạn. Oya 2018 này, Oya có trong mình đúc. Bạn em ơi, vì em ơi, nói lên bản máy 100 này, quay đổi xe ạ. Bản máy 100 này cũng rất chi là chuộng hiện tại là. Với anh em dân chơi Hà Nội họ cũng dân mua xe này. Những bản Oya 100 rất là nhiều. Bản em giờ em thấy đầu này. Đây nhá, có những chiếc xe các bạn biết là đây có những xe mà bản 2016. Một chiếc xe đời Oya bản tôi còn cũng rất là chất, máy móc còn ngon, mới đi được có khoảng vài nghìn cây. Các bạn biết là như xe mới bây giờ nó chỉ giá có mười mấy triệu thôi các bạn. Đây mình đến sau đây nhá, để các bạn xem. Đây màu đen này, màu đen bản vô vòi này, màu xanh bản vô vòi. Đấy nhá, các đời luôn, bản GS, bản đời 2014 các bạn ạ. Bản này bây giờ không sản xuất nữa, các bạn nhìn bản GS này rất là quý. Đấy các bạn, bởi vì màu trắng đen rất là quý với con số biển Hà Nội. Với tất cả những xe nào là mình thật sự các bạn thị trường đang rất là nhu cầu hot nên mình mới nhập. Các bạn biết là hot đây như là quay GS này. Mới đặc biệt có những chiếc xe mà bản Gravita GC này, bản GX 110 nhá, GX 2.10 đấy các bạn. Mình như các bạn con Gravita bản GC này một trong những cái rất là nhiều anh em đặc biệt là dân chơi Hải Phòng rất là ưa chuộng. Đấy, sao ra đây đấy em chuẩn nhất này của anh rồi. Bên đây sâu trong này nhá, là em cho biết FP nhá, là Brasico, những chiếc xe là màu trắng rất là ngon. Bản thân mình rất là tâm huyết với những chiếc xe này, mình rất là quý nó. Nên thì muốn các bạn muốn là chủ nhân được những chiếc xe của mình thì hãy đến cái địa chỉ bên đang đứng đây là số nhà 64 phố Chùa Hà, để chuyên những điểm những chiếc xe số. Đấy, những chiếc xe Sirius nó chỉ tầm khoảng 10 triệu trên dưới 10 triệu các bạn có thể sử dụng được luôn. Đấy, đây tầm dưới 10 triệu chiếc xe Sirius Việt 98 này. Đây bên cạnh đây là mình một loạt những chiếc xe bản Uy Black bản 2016 2017. Đấy. 2017 2018. Bên này là những xe Uy cánh mỏng này, Uy cánh dày này, hoặc những chiếc xe Novo SX, còn các bạn đây mình muốn quay về đây cũng có những bạn những anh khách trực tiếp đến mua xe nhà mình. Các bạn có muốn xem xe ấy, hãy truy cập vào website bên mình nhé. Website là xemayhoangkien.com hoặc đến địa thẳng cái địa chỉ số nhà 62 phố Chùa Hà Cầu Giấy hoặc số nhà 52 phố Chùa Hà Cầu Giấy. Các bạn nhớ mình nhớ đọc lại web bên mình nhé. Xemayhoangkien.com. Cảm ơn các bạn đã xem video này, các bạn thấy hay bổ ích thì các bạn hãy like và chia sẻ ủng hộ cho bên mình nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.